là ở tầng đại la thiên của cha mẹ là bất khả xâm phạm, cõi đó không có thời giờ, không có già, không có chết, mãi mãi. Và những người ở cõi đó chỉ có đi xuống thế gian để làm những cái nhiệm vụ lưu truyền cho nhân loại một bài học, để cho nhân loại gần gũi với Thượng Đế, với tâm linh thôi. Mục đích sư phụ là nói tất cả những cái gì mà trong kinh điển không có, để mang nhân loại gần với về trời thôi. Tại vì họ phải hiểu thì họ mới biết ngoài cái xã hội của chúng ta còn có một cái xã hội rất là vi diệu, tinh vi, và con người trên đó không có ai hơn thua ai hết. Ai cũng là người hiền, ai cũng là người đẹp hết. Chẳng có ai mà tức nghe trên đó không có cần thi hoa hậu, không có cần thi mô đồ gì hết trơn á. Ở trên đó tiên chúng ai cũng biết ca hết, không có ai ca dở hết trơn. Ở đứa nào mà ở trên rồi xuống đây quẹt quẹt cái microphone là vài ba tháng là biết ca. Còn có những người không biết ca thì ở cõi khác, lạc vô đây mình không biết.